Chào các bạn, nay thì trở lại với shop, bạn shop để giới thiệu với các bạn đây là ốp lưng cứng cho LG G5 các bạn ha, thương hiệu Newkin các bạn. Như những cái clip trước thì shop có giới thiệu một số ốp dẹo hoặc là một số cái đồ chơi khác, đốt sạc pin chấm chấm sau lưng rất là nhiều các bạn ạ. Ốp lưng dẹo bao da, nhiều sự lựa chọn cho các bạn khi đến với shop. Shop thì rất là đa dạng về mặt sản phẩm các bạn ha. Đây là toàn bộ chi tiết bên ngoài, như ai mà đã sử dụng hoặc là đã từng mua hàng Newkin hoặc là từng đi xem thì bạn cũng thấy có hai loại hộp, một hộp loại hộp này và một loại hộp nhựa cứng các bạn ha. Đó, đây là toàn bộ chi tiết bên trong các bạn, toàn bộ chi tiết bên trong. Đối với ốp lưng này thì mình cầm đến tay rất là vững các bạn ạ. À, thiết kế bạn thấy hai camera rồi nút vân tay, tất cả các chi tiết khác thì rất là đẹp bạn ạ, vững nữa. Da sầm cầm trên tay rất là chắc chắn các bạn ha. Các bạn có thấy thiết kế về chi tiết bạn ha, rất là tuyệt vời, rất là sắc sảo bạn ha. G5 chiếc smartphone cao cấp, thì mình sử dụng một số loại ốp lưng cao cấp các bạn ạ. Rất là vững. Đây là màu vàng các bạn này, bạn thấy màu vàng gắn lên máy thì rất là đẹp các bạn ha. Chắc ở clip sau khi mà shop có cái G5, shop sẽ review trực tiếp cho các bạn thấy là khi gắn lên như thế nào, ôm sát ra sao các bạn ha. Đây là shop sẽ quay về cái phần màu sắc trước, rồi sau có máy thì shop sẽ quay thêm các bạn ha. Giới thiệu lại với các bạn, đây là ốp lưng Newkin da sần cứng các bạn ha, cho LG G5. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip. Chúc các bạn một ngày vui vẻ.